chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ Bảy, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới và gia đình được bình an. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chân chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chịu cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con lại còn nghe dạy người xưa rằng đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy, thầy bảo các con đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề vì là ngai của Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề vì là bệ đặt chân của người, đừng lấy Jerusalem mà thề vì là thành của vua cao cả, cũng đừng chỉ đầu mà thề vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay ra đen được. Nhưng lời các con phải là có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Xin mời ngồi. Suy niệm. Lời nói là để thông đạt sự thật và thiết lập những tương quan. Nhưng ngày nay, nhiều khi lời nói đã trở thành phương tiện giúp người ta thực hiện những mưu mô độc ác và tính toán ích kỷ. Nói sao cũng được, biến đạt được mục đích trong việc làm ăn, trong chính trị, trong gia đình. Có những lời nói không đúng sự thật, lỗi về sự trung thực không phải chỉ là khi nói dối hay vu khống, mà còn nói lệch đi một chút, hứa mà không làm, hẹn mà không giữ đúng.
Chúa Giêsu dạy, có thì nói có, không thì nói không, mọi điều thêm thắt là do sự giữ mà ra. Lạy Chúa, xin dạy gia đình chúng con biết làm chủ suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi mình, vì thật là dấu chỉ của con cái Chúa. Quanh co gian lận là sản phẩm của ma quỷ. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự vui. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Tai xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lần làm cho chúng con được sống, được vui, được cày thân. Lạy Mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khắp đời kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lông than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con.
đến sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng và gồm phước lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyến nơi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tin sinh vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, hiểm nguy gian tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tin sinh vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tin sinh vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gặp nhau cầu nguyện. Ta nguyện này xin cho con tin đầy mau trong dân. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng có đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương nghi đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực cùng phụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời đứng mẹ chiến cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lăng. Lạy đã thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh đã thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.